Xin chào cho mình, và mình là Ngọn Béo TV đây. Thì ngày hôm nay Ngọn quay dạy rồi nè, làm thêm một video nữa cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại làm thêm một video nữa về vẽ. Hôm nay thì Ngọn sẽ full màu cho bước này. Lần trước thì Ngọn cũng đã full rồi, nhưng mà là full theo bản trắng đen. Còn ngày hôm nay thì Ngọn sẽ full màu cho bước này, nhưng mà là full bản có màu cho mọi người nha. Thì chơi mọi người, bây giờ mình sẽ không chần chờ gì để bắt đầu ngay và lưu vào video nào. Let's go.